Các bạn hỏi mình là xóa hình xăm một lần có sạch không? Thì mình xin khẳng định với các bạn là hiện giờ trên thế giới không có một công nghệ nào mà xóa hình xăm mực tattoo mà một lần mà sạch luôn. Bởi vì nếu như các bạn mà xóa một lần mà sạch luôn ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ có sẹo. Đấy là khẳng định của một người, mình là một chuyên gia đã từng làm laser rất là lâu rồi, mấy năm trời rồi, và mình đi cây thì phục vụ hàng nghìn rất nhiều nghìn khách hàng. Thế cho nên là mình không dám đảm bảo luôn là không bao giờ có một cái chuyện mà xóa một lần mà sạch luôn mà không để lại sẹo. Và cái thứ hai ấy, là khi mà các bạn muốn xóa hình xăm ấy, là xóa được và xóa an toàn là có, nhưng các bạn phải kiên trì và mất thời gian. Hiện giờ cái công nghệ mà tốt nhất trên thế giới hiện nay ấy, thì nó cũng sẽ xóa xăm tattoo chia làm nhiều lần. Thông thường như tại DK đang xử lý là một tháng xóa một lần, và tùy vào cái mức độ đậm nhạt và tùy vào cái việc mà hình xăm của các bạn có nhiều màu hay không thì nó sẽ có thời gian ngắn hay là dài. Thông thường những cái hình xăm nào mà nó có mực gốc mực đen ấy và nó không đậm nhiều ấy, thì thông thường chúng ta sẽ xóa khoảng 7-10 lần. Nhưng mà nếu như mà gốc mực nào mà nó đậm đi kim rất là sâu, hoặc là màu nhiều màu xanh đỏ tím vàng các loại màu trên da, thì nó sẽ mất thời gian hơn, có khi 10-15 lần gì đấy. Thậm chí có những khách hàng mà quá sâu hoặc quá to quá rộng thì có thể là lâu hơn. Thì cái quan trọng nhất ấy đối với mình ấy là mục tiêu ở trong cái vấn đề xóa xăm ấy là các bạn muốn nhận được cái gì. Nếu như các bạn muốn nhanh vài ba lần và sạch luôn ấy thì nó sẽ bị có sẹo. Và ngoài ra cái máy của các bạn đấy, nếu như mà cái máy mà nó không thực sự dở xịn và không thực sự an toàn ấy, thì kể cả là bạn có số 50 lần nó cũng không sạch mà nó vẫn sẹo. Còn nếu cái máy xịn mà bạn xóa đúng cái bước sóng của nó, xóa đúng cái cữ của nó thì nó sẽ an toàn, nhưng nó vẫn mất thời gian để mà xóa sạch được mà không gây sẹo. Thì đấy là mình khẳng định đấy, cái công nghệ đó là tốt nhất bây giờ là vẫn mất thời gian. Và ngoài ra thì phải có sự kiên trì một tháng một lần, và sau đó thì là nó sẽ phải trong cái quá trình làm là mình phải thường xuyên chăm sóc nó, mình bôi kem tái tạo để làm sao mà cái vùng da đấy của mình nó không bị sẹo nhé các bạn nhé. Và những cái bước đấy thì nó cần phải có được cái người chuyên gia hỗ trợ chăm sóc, và người ta có cái kỹ năng chuyên môn rất là cao. Máy xịn này là quan trọng nhất rồi, sau đó phải là người chuyên gia bắn cho các bạn, phải là người chuyên gia tay nghề cao thì mới có thể xử lý cho các bạn đúng cái bước sóng để an toàn mà lại không gây sẹo. Các bạn hãy gửi hình xăm cho mình để bên mình tư vấn cho các bạn nhé. Mình sẽ tư vấn cái gì phù hợp nhất với tình trạng da của mỗi người và mỗi khách hàng nhé. Cảm ơn.